Ok. À, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày cuối tuần đúng không? Một ngày thứ bảy. Thì em cũng tranh thủ mình dành một cái khoảng thời gian ngắn để mình lên mình làm một cái video á để chúng ta cùng nhau phân tích về cái vận động thị trường giai đoạn tuần rồi. Ấy cũng như là các yếu tố mà bên trong của các mã cổ phiếu nó có cái vận động ra sao ha. Ấy. Thì cái lời đầu tiên trong video ngày hôm nay á, thì em xin chúc mừng tất cả các chị nhà đầu tư nào mình đang cầm những cái lượng tiền nó nhiều hơn những cái lượng cổ phiếu, hoặc là những chị nhà đầu tư nào mình cũng đã tận dụng những nhịp hồi phục trong cái tuần rồi để mình cơ cấu lại cái danh mục của mình cho nó tinh gọn hơn đó. Thì chí ít anh chị mình cũng đã ít gặp những cái áp lực trong một cái phiên thị trường giảm điểm như ngày hôm qua đúng không? Đấy, còn trong khi đó video ngày hôm nay thì em làm để làm gì? Để em dành cho những anh chị nhà đầu tư nào mình chưa biết cái cách xử lý danh mục đó như thế nào cho nó phù hợp nhất, hoặc là cái lời đầu tiên cũng như là cái yếu tố mà em muốn động viên chị mình thì mình hạn chế đi cái việc mà mình buồn bã hay là mình chấp bốc bản thân đúng không đấy. Thay vì thế mình cứ bình tĩnh và mình xử lý cái danh mục mình cho nó tốt nhất ha đó. Thì sẽ có những mã cổ phiếu mà anh chị bắt buộc mình cũng phải hạ ra ấy khi mà nó nằm ở những xu hướng kênh dưới, khi mà nó đã gãy nền, nhưng cũng sẽ có những mã cổ phiếu anh chị mình sẽ cơ cấu lại hoặc là bắt buộc anh chị phải bán hết, nhưng cũng sẽ có những mã cổ phiếu chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta cầm nắm lại được khi mà nó vẫn giữ được một cái chen xu hướng, hay nói đúng hơn là gì, nó vẫn có một cái yếu tố dòng tiền nó đỡ giá đấy. Thì anh chị mình thấy là trong một cái vận động thị trường trong giai đoạn mà ở tuần rồi ấy, thì nó áp dụng một cái hệ thống mới của FPT ha đấy, và thị trường nó có những cái phiên mà nó mở biên nó giảm, nó dao động khá là lớn đúng không. Một cái phiên hôm thứ ba thì thị trường nó giảm 56 điểm đó, sau đó hôm thứ sáu ngày hôm qua thì thị trường lại giảm 27 điểm đấy, thì cho thấy là gì à, thì vạn sự ở đầu đấy ở một cái hệ thống mới của FPT anh chị ha đó. Và trong một cái nhịp sau khi thị trường nó có phiên nó mở biên nó giảm ấy, với một cái phiên giảm 56 điểm ấy, thì em cũng đã lên mình làm một cái video đấy, đó là một cái video gì chị, một cái video mà em hỗ trợ chị mình những cái cách để chúng ta cơ cấu lại danh mục, chúng ta kịp tỉa cỏ trồng hoa cho một cái danh mục của mình nó tinh gọn hơn. Tại vì sau những cái phiên thị trường nó mở biên nó giảm sẽ có những mã cổ phiếu hồi phục lên là phải cơ cấu, sẽ có những mã cổ phiếu chúng ta chấp nhận cầm nắm lại được. Thì đó là một video mà em phân tích rất kỹ nha đấy, nó nằm ở trong một cái giai đoạn tuần rồi thì thị trường nó sẽ cũng có những cái nhịp sau khi một cái phiên mà nó mở biên nó giảm đấy, thì cái xác suất mà nó retest trở lại, nó quay về nó kiểm tra những lượng cung cầu thì cũng là có, em đã đề cập với chị mình rất kỹ trong những video đúng không. Nhưng mà đôi khi ấy, anh chị mình xem video của em à, có thể mình vào mình xem ở những khúc giữa, những khúc nó ngắn, hay là mình chưa xem hết những cái video ấy, hoặc là gì em chia sẻ một cái yếu tố về kiến thức mà mình cũng chưa hiểu hết và mình cũng chưa nắm bắt được á, à, thì bây giờ chúng ta lại làm gì, chúng ta lại đi đổ lỗi cho nhau ấy, thì đó là không phải gì á đó. Bởi vì cái bản chất của thị trường chứng khoán ấy, là gì, tăng giảm, một ngày tăng một ngày giảm, hay là các vận động xanh đỏ, đó là những yếu tố mà gọi là hết sức bình thường đúng không. Cái yếu tố quan trọng nhất là gì, chúng ta tìm kiếm được bao nhiêu phần lợi nhuận trên thị trường chứng khoán đó. Còn cái việc mà đúng sai nó không phải là một yếu tố quan trọng à. Lúc mình đúng ấy thì cái thành quả của mình là những phần lợi nhuận, còn ngược lại những cái lúc mà mình sai, hay là cái yếu tố mà cái chiến lược đầu tư thị trường nó không đi đúng những cái kỳ vọng chúng ta, thì mình cũng phải biết những cái cách để mình xử lý cho nó phù hợp nhất. Thì đó là cái video trong tối hôm thứ ba em cũng đã hướng dẫn cũng như là hỗ trợ anh chị mình rất chuyên sâu để cách mà chúng ta phải à, có nhưng mà chúng ta phải hạ ra, nhưng mà chúng ta phải cầm lại. Còn cái việc anh chị mình khi mà mình đã có một cái luồng hỗ trợ thông tin để anh chị mình hành động mà mình không xử lý ấy, thì trong một cái phiên mới xấu khi nó giảm lại à, thì đó cũng là những yếu tố mà rất khó để chúng ta có thể xử lý ở giai đoạn phía sau anh chị ha ấy. Cũng sẽ em thấy được là cũng à, cũng là gì anh chị, cũng sẽ có một cái lượng lớn nhà đầu tư mình đúng không, một cái thành phần nhà đầu tư hay đi khắp trên cái diễn đàn để mình tìm kiếm những cái cơ hội để mình phản bác lại ấy, thì đây là một cái em đánh giá là một cái yếu tố cũng không hay đúng không đó. Em ví dụ là gì, em ví dụ là một cái dòng cổ phiếu của dòng dầu khí, chúng ta cũng đã phân tích với nhau là rất kỹ về cái vận động của dòng cổ phiếu dòng dầu khí á, nhưng mà cổ phiếu đầu tiên ấy là những cổ phiếu BR này ấy, nó sẽ có một cái giai đoạn à, đây là những vùng tích lũy thì nó sẽ có những cơ hội mà chịu tham gia được. Nhưng khi mà nó phát một cái tín hiệu là gì, nó xuất hiện một cái phiên mà nó rũ bỏ ấy, thì em cũng đã lên một cái phân tích rất kỹ và rất nhanh và kịp thời để cho anh chị mình tìm kiếm được những cái cách để mình hành động đúng không. Việc mua đúng mua sai không quan trọng, nhưng khi sai chúng ta phải tìm được cái cách chúng ta xử lý. Thì sau một cái phiên mà nó rũ bỏ này chị thấy có lượng lớn này, thì bắt buộc chúng ta phải tận dụng, ta hồi phục, ta cơ cấu ra ngay đối với những cổ phiếu này. Nếu như những cái nhịp mà chị thông bán ra ấy, à, mình có những yếu tố mình kỳ vọng, hay là mình tìm kiếm những cái thông tin về giá dầu thế giới tăng tốt để mình cầm nắm lại được, thì hiện tại khi mà nó đã rơi từ những vùng như 21 mà nó về đến 17 mất 4 giá
Thì đến bây giờ anh chị hỏi là có cắt lỗ hay không, đúng không? Có nhiều anh chị mình cũng liên hệ hỏi em là gì, ui chị cầm con BVD, con BVS, BR, BBT, bây giờ có cắt lỗ không em? Thì thật sự rất khó để mà chúng ta xử lý ha. Khi mình đã vi phạm những điểm bán nhưng đã ban đầu thì bắt buộc là anh chị phải hạ ra đấy. Còn để mà chúng ta lỗ 20% đi, anh chị mình có 1 tỷ, mình lỗ 200 triệu, thì trường hợp bây giờ em báo chị mình cắt, mình có dám cắt hay không, đúng không? Đó, cho nên có những chị mình nhắn hỏi em là cái bí kíp nào để mà mình đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì em xin trả lời là gì? Cái bí kíp mà đầu tư ấy, đó là chính là một cái bí kíp về cắt lỗ đấy. Khi mà chúng ta cắt lỗ là gì? Chúng ta chấp nhận chúng ta thua ở một mã cổ phiếu đó, nhưng chúng ta sẽ cầm được một cái lượng vốn để mình chuẩn bị những cái cơ hội để mình tham gia vào những mã cổ phiếu mạnh hơn, những mã cổ phiếu mới đấy, để mình tìm kiếm, mình bù đắp lại một cho các khoản lỗ như vậy vừa rồi đó. Còn chứ mình cứ cố chấp, mình cứ cầm nắm mãi một giai đoạn, thì khi mà cổ phiếu nó cân bằng lại và nó hồi phục đi lên, mình sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu, hay có những mã cổ phiếu sẽ rơi vào những trường hợp đấy luôn, đúng không? Nhưng mà với một cái cổ phiếu dầu khí thì một chút nữa anh sẽ đi phân tích với anh chị mình sâu ha, về những cái cơ hội và dư địa của cái dòng này nó sẽ ra sao ha. Đấy, hay là cái dòng cổ phiếu, dòng chứng khoán đó anh chị. Đấy, dòng chứng khoán, những điểm mua, hoặc là đầu tiên nhắc tới là HCM này, những điểm mua mà em lên video em phân tích khuyến nghị cho anh chị mình chung với hệ thống thằng bên em á, là những thứ nhất là những điểm mua tại nền. Đấy, khi mình nhìn vào những điểm mua tại nền, anh chị thấy một cái biên độ lợi nhuận của chúng ta lại không? Nếu như anh chị nào mà cầm nắm được á, mình chốt tốt á, thì cũng rơi khoảng đấy khoảng 20%. Còn khi mà cổ phiếu đã không còn điểm mua, và anh chị lưu ý rất kỹ, 2 đến 3 tuần gần đây khi mà dòng chứng khoán không còn điểm mua là em kiên quyết là em nói cho mình là không bao giờ mà chị mình lao vào mua đuổi được. Tại vì khi mà yếu tố chị mua đuổi á, có thể mình lại tới 1 tới 2, nhưng mà trường hợp xấu mà trường nó có chỉnh trong như đoạn tuần rồi á, là cái biên độ mà chị mình thua lỗ là rất nặng nè. Nhưng mà cổ phiếu anh chị mình đu vào những vùng giá 5-6 đi, mà nó có những tiệp mà nó test lại nó chỉnh nè, nhìn mất 15%, đó là cái yếu tố quan trọng. Khi mà trường nó có chỉnh rồi, anh chị mới biết là điểm mua như thế nào là cực kỳ quan trọng, mua như thế nào để ăn ngon ngủ yên, mua như thế nào để an toàn, đó là những điểm mua tại nền. Đấy, khi mà chúng ta mua sai, mua tại nền thì cũng sẽ có những cái nền, cho có những cái điểm tại nền nó sẽ hỗ trợ. Trường hợp gãy nền, 4% thì cắt một nửa, 8% thì cắt hết. Đấy, cho nên sau này nó cũng là những cái bài học cho những chị nhà đầu tư mình, đúng không? Đó. Còn khi mà nó có cơ hội thì chúng ta cứ vào, chúng ta tham gia. Sai thì cắt lỗ ra. Đấy, còn đúng thì sẽ tối đa hóa được cái lợi nhuận. Còn để mà trường hợp nó rơi vào những trường hợp mà thực sự là rất khó để xử lý. Bây giờ anh chị mình lỗ nhưng mà cổ phiếu chứng khoán đấy, ai đu đỉnh nè, lỗ 15-16% rất khó để xử lý anh chị ha. Đấy, thì một chút nữa em cũng sẽ đi phân tích về dòng chứng khoán sâu. Còn đối với VN Index á, thì anh chị mình thấy là một cái phiên như ngày hôm qua, đúng không? Một ngày thứ 6 là một cái phiên giao dịch mà chúng ta thấy là nó rơi, nó test về lại những vùng đáy trước, đúng không? Đó, một phiên giảm vào đấy khoảng 27 điểm, nó test về lại những vùng đáy trước, nhưng nó mang yếu tố khối lượng lớn, thì chúng ta cũng phải xác nhận với nhau là gì? Đây là một phiên không tích cực của thị trường, đúng không? Đó, nếu như thị trường nó test lại, nó mang yếu tố khối lượng thấp á, thì nó sẽ tốt hơn khá là nhiều. Đấy, nhưng ở một góc độ mà khách quan thì anh chị thấy thị trường nó cũng vẫn trong những cái biên độ mà nó test lại đấy trước, vậy chị thấy không? Trong những biên độ mà test lại đấy trước, nếu như mà hôm qua khối lượng thấp á, thì em nghĩ sẽ ổn hơn khá là nhiều ha. Đấy, cho nên anh chị mình cũng sẽ quan sát rất kỹ vận động thị trường ở trong dạng tuần sau, đúng không? Thì sẽ có, nhưng mà cổ phiếu khi thị trường test lại nó sẽ nhảy luôn, đúng không? Nhưng mà cổ phiếu anh chị thấy, nhưng mà cổ phiếu HG này, hoặc là những cổ phiếu như HBG ấy, đó cái dòng cổ phiếu khác là em đã báo chị mình là hồi phục, là chị bắt buộc chị phải hạ ra một cơ cấu ha. Hoặc là những cổ phiếu chị thấy, những cổ phiếu Techcombank nè, thị trường hồi phục nó tiếp tục đi lên, thì nhưng mà cổ phiếu này nếu như chị nào có những điểm mua tốt, những vùng nền, thì chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta cược, chúng ta cầm nắm lại được trong một cái nhịp thị trường test là đấy ha. Đó, thì con cổ phiếu nào mà chị thấy sau một nhịp thị trường nó mở biên nó giảm ấy, mà nó nằm ở một cái xu hướng kênh dưới ấy, thì chỉ cần thị trường test lại thôi thì nó sẽ tiếp tục nó nghỉ tiếp, nó cho tín hiệu rồi nó yếu hơn khá là nhiều so với thị trường chung. Thì đó là những cổ phiếu bắt buộc chị phải tỉa cỏ ra để mình trồng là những cái bông hoa mới, nó đẹp hơn, nó mới sinh sôi nảy nở, nó mang lại những biên độ lợi nhuận ở dạng sâu để bù đắp là những khoản lỗ. Còn anh chị mình cứ cố chấp này, khi mà chúng ta rơi vào những trường hợp chúng ta thua lỗ ấy, đặc biệt là đến với dòng cổ phiếu như dòng dầu khí đi, nhưng mà cổ phiếu như thế này anh chị mình lao vào những mua tại nền, khi mà nó có một những tín hiệu mà nó gãy dụ anh chị mình lấy những sự kỳ vọng về cái yếu tố là giá dầu thế giới nó tăng ấy. Nhưng mà chị thấy là giá dầu thế giới tăng mà những con này khi mà tổ chức họ đã sẵn sàng họ rủ ấy, thì họ sẽ rủ rất quyết liệt tại vì cốt lõi là gì, vẫn là yếu tố về dòng tiền và hành vi của tổ chức. Còn đôi khi những cái tin tức về giá dầu thế giới ấy, nó chỉ là những cái công cụ anh chị, trường hợp mà tổ chức nó đổ tiền vào đánh rồi thì những giá dầu thế giới ấy, tăng ấy, thì sẽ thúc đẩy cho cái việc mà tổ chức nó đánh lên tiếp ấy. Cho nên đó thường là những cái sai lầm trong cái quá trình mà anh chị mình hay đầu tư. Còn trường hợp mà anh chị mình đã lỗ đến 20% rồi, sẽ có một cái lượng lớn nhà đầu tư mình là gì mình sẽ rơi từ những nhà đầu tư mình mang yếu tố mình đầu cơ để mình tìm kiếm những biên độ lợi nhuận, mình sẽ bất đắc dĩ mình trở thành
những cái cổ đông chiến lược, những nhà đầu tư chiến lược, thì đây là một cái yếu tố mà chữa cháy cho cái sai lầm của anh chị mình. Khi mà chúng ta sai mà mình không biết thì đó không phải lỗi của anh chị. Nhưng khi mà chúng ta sai mà chúng ta biết lỗi sai mà không sửa thì đó là cái lỗi cá nhân của mình, và nó dẫn đến tình trạng tài khoản anh chị mình sẽ rơi vào trạng thái báo động cực kỳ nặng đó. Anh chị đã xem của em hiện báo rất kỹ về dòng dầu khí rồi, và chúng ta sẽ chờ đợi dòng dầu khí ở một cái cơ hội phía sau đúng không? Đấy. Cho nên khi mà chúng ta tìm những thông tin để cho anh chị mình bào chữa, hoặc là chúng ta cứ đánh theo một cái tư duy cũ mà để anh chị mình kỳ vọng một cái biên độ lợi nhuận mới thì nó cực kỳ khó ha. Đấy. Còn tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với cái vận động thị trường chung anh chị ha. Nhưng mà trong một cái video như tuần này á, thì em sẽ dành thời gian nhiều hơn để chúng ta nói về cái cổ phiếu, những cổ phiếu như thế nào để chị mình có những cái chiến lược mà mình xử lý cho nó tốt đúng không? Đó. Thì thứ hai tuần sau sẽ là một cái phiên mà hàng T cộng 3 của phiên bắt đáy về anh chị. Đấy. Thì hàng T cộng 3 của phiên bắt đáy về thì hầu như là anh chị nào không có lãi anh chị, chắc chắn một điều là hầu như rất ít cổ phiếu mà chị mình có thể lãi được trong phiên ngày mai hàng T cộng 3 về. Cho nên em đã nói với chị rất kỹ. Khi thị trường nó mở biên nó giảm á thì cái xác suất một phiên hôm sau nó hồi là cực kỳ cao. Nhưng mà những phiên hồi như này là cái lúc để cho anh chị mình cơ cấu lại danh mục. Đó. Mua ngay đỉnh sẽ không bao giờ chết, nhưng mà anh chị mình mua quá sớm trong giai đoạn đáy thứ nhất mà mua mới á, tại vì anh chị mình mua mới á, đó. Thì khi mà cái yếu tố mà chị mua trong những nhịp hồi phục này thì là cực kỳ rủi ro ha. Em nói rất kỹ, muốn bắt đáy á thì thường phải bắt đáy số 2 và đáy số 3 khi mà nó có những tín hiệu mà test đáy cạn cung an toàn. Còn anh chị bắt đáy quá sớm này thì sẽ rất là dễ gãy tiếp. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải lưu ý và rút ra những bài học kinh nghiệm cho sau này đúng không? Đó, thì những gì cần nói, những gì cần chiến lược thì cơ cấu như thế nào? Em đã làm một những cái video cụ thể để cho anh chị mình theo dõi, và chúng ta có những yếu tố chúng ta hạn chế cái khoản thua lỗ hay chết chúng ta sẽ cầm lại những lượng tiền mặt đó. Tại vì khi là gì, khi chúng anh chị mình cơ cấu được cái tài khoản mình về những trạng thái an toàn, chúng ta phải dành được một cái sức mua trong một cái giai đoạn thị trường nó điều chỉnh xong và nó tìm được những điểm cân bằng, nó bước vào một cái trận đánh mới á, khi đó mình sẽ rất chủ động trong việc mình đi chợ. Khi mới đó mình sẽ cầm được một cái lượng tiền, mình sẽ đầu tư vào những mặt cổ phiếu mạnh, mình tìm kiếm những cơ hội những mặt cổ phiếu mạnh. Tại vì những mặt cổ phiếu mạnh, những mặt cổ phiếu chạy trước. Còn trong khi đó những cổ phiếu mà chị mình đang thua lỗ đi, mình lỗ 20%, cái việc anh chị mình cho một cái con sống mới, nhà nhà người người đều lãi, nhưng mà anh chị mình cứ cầm nắm cổ phiếu, mình chờ nó hòa và giá vốn, thì khi đó mình sẽ rất là bị động. Hoặc có những mà cổ phiếu thị trường gãy, nó sẽ gãy luôn, nó không có gì nó hồi lên được. Đó là yếu tố cực kỳ rủi ro, cho anh chị mình lưu ý ha. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ xem phản ứng trong một cái phiên thứ hai như thế nào ha. Đó, nhưng mà cái khả năng là gì, thị trường ở những phiên giai đoạn phiên sáng ấy, nó sẽ có những cái áp lực bán khá là lớn của thị trường sau một cái nhịp mà nó tiếp nối một cái đà áp lực bán của phiên ngày hôm qua đúng không? Đó, thì khi khả năng rất cao là thị trường hôm thứ hai nó sẽ có những tín hiệu mà nó sẽ mở gấp đau thôi, thì anh chị mình cũng sẽ làm gì, mình hạn chế, mình hành động sớm và mình sẽ chờ những cái cơ hội nó hồi phục trong phiên. Đấy, nếu như mình cái giai đoạn ở tuần sau ấy mà thị trường nó có những tín hiệu nó hồi phục lại được, mà nó cân bằng lại được với những tín hiệu mà khối lượng thấp ấy, đấy, thì đó là một tín hiệu đánh giá là rất tốt. Cho nên chúng ta cũng sẽ chờ đợi và sẽ có những mặt cổ phiếu em cho là anh chị mình thể mình chấp nhận, mình cầm nắm, mình chờ đợi một cái nhịp cân bằng của thị trường chung được ha. Nhưng nó sẽ tùy thuộc vào điểm mua anh chị mình ở đâu. Đấy. Và em sẽ lấy ra một vài cái ví dụ cho anh chị mình xem ha. Đó, tại vì hôm thứ sáu ấy ở một góc độ về khách quan ấy, thì nó vẫn là trong một cái biên độ về cách đáy anh chị. Đấy. Trong khi đó anh chị mình nhìn vào một cái chạc VIN 30 này, tại vì anh chị biết cốt lõi một cái con sóng của năm 2021 á là cái dòng dẫn dắt chính là cổ phiếu của VIN 30. Đấy. Cho nên anh chị thấy này, VIN 30 á nó vẫn là một cái phiên thứ sáu cũng là một cái phiên test đáy trước đúng không? Và nó có những cái nền hỗ trợ khá là cứng ha. Đấy, test với là những điểm hỗ trợ nền này. Đó, và đấy trước thì ở một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái tín hiệu tích cực hơn của thị trường trong một cái nhịp hồi phục và cân bằng lại ở tuần sau ha. Đấy. Cái tín hiệu test đấy trong quá trình đầu tư là bình thường anh chị ha. Em cũng đã đề cập rất kỹ những cái tín hiệu này cho anh chị mình rồi. Nhưng mà ở một cái kịch bản mà tích cực em đã đề cập với chị mình trong một cái video thứ năm là gì? Thị trường nó chỉ cần một phiên gì? Chỉnh lại hoặc là một phiên hướng lên khối lượng thấp á. Là một cái kịch bản đẹp nhất à, nhưng mà không có gì, thị trường thì chúng ta chỉ đưa những kịch bản để mình ứng xử, mình xử lý thôi. Còn khi mà trường hợp đã rơi vào những kịch bản mà xấu nhất ấy, là phiên test lại này khối lượng lớn này đó, thì bắt đầu mình cũng sẽ có những chiến lược mình xử lý danh mục cho nó phù hợp đúng không, chứ không phải là à, anh chị mình cứ vác hàng rồi bán tháo thì nó lại không hay ha. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhìn lại anh chị không, đây là một cái biên phiên nó mở biên nè, trước đó là cái nhịp tích lũy nền nè, mở biên nè, những phiên dao động khá là lớn đúng không, thì những phiên mà thị trường dao động lớn ấy thì trong quá khứ trong năm 2021 này nó cũng xảy ra tương đối nhiều anh chị, chứ không phải là à, bây giờ nó mới xảy ra ha. Đấy, thị trường hồi phục đầu phiên nè, sau đó test lại phiên anh chị không, cái phiên này nó test xấu hơn rất là nhiều, là cái phiên gì, nó test mà nó khủng luôn cái điểm hỗ trợ trước ha. Đấy, nó test khủng luôn hơn trước, nhưng mà anh chị thấy giai đoạn phía sau khi mà nó test lại á mà nó cân bằng lại được á thì nó sẽ tiếp tục có những quá trình nó đi lên ha. Đấy, và ở một góc độ nào đó giai đoạn vừa rồi anh chị thấy là thị trường chung nó vẫn chưa có những cái sự hưng phấn quá lớn đúng không, anh chị thấy trong cả giai đoạn vừa rồi này thì hầu như anh chị cũng rất e dè trong cái yếu tố mình tham gia lại thị trường. Đấy,
Thì đó cũng là một cái góc độ mà nó tích cực cho một cái giai đoạn nào đấy của thị trường mà em chưa thấy được cái sự hưng phấn, cũng như là cái quá trình mà thị trường chung nó bứt phá, nó chạy nước rút mạnh để nó tạo được yếu tố hưng phấn cho nhà đầu tư, thì các big boy ấy, họ cũng chưa có phân phối được rất là nhiều hàng đâu anh chị đó. Thì thị trường em vẫn nghiêng vào những yếu tố nó tích cực hơn để cho anh chị mình có những cái cơ hội ở giai đoạn phía sau ha. Nhưng mà để anh chị muốn tham gia đây được ấy, thì cứ phải chờ thị trường nó cân bằng lại, cứ phải cân bằng lại thì xuất hiện những cổ phiếu mới ấy, thì anh chị mới tham gia được ở một cái cơ hội phía sau ha. Đấy, còn những cái tín hiệu mà hồi phục là để anh chị cơ cấu thì cũng đã nói rất nhiều rồi. Còn anh chị nào mà cố chấp mình lao vào mua ấy, đấy em chắc chắn một điều là sẽ có rất nhiều anh chị mình lao vào mua trong những nhịp hồi phục. Tại vì sao? Tại vì em nhận được rất nhiều những tin nhắn trong những phiên thứ tư thứ năm á, em nhận cực kỳ nhiều những tin nhắn anh chị nhắn hỏi em là à bây giờ mua con nào em, con này mà được không em, con kia mà được không em, con nọ mà được không em. Đấy, đó là yếu tố mà anh chị mình quá cố chấp về thị trường mà mình không hiểu được cái bản chất thị trường, đúng không? Sau một phiên thị trường nó mở biên nó giảm đấy, thì nếu muốn đi lên lại phải tìm được những sự cân bằng đó, chị thấy không? Muốn đi lên lại này phải tìm được sự cân bằng này, hoặc là muốn đi lên lại này phải tìm được sự cân bằng này đó, anh chị thấy rất rõ ràng đúng không? Đấy, hoặc là những yếu tố thị trường nó phải test lại khối lượng gấp thì nó có sự cân bằng nó mới đi lên được. Đấy, còn trong những cái yếu tố thị trường khi mà nó xuất hiện những cái sự dao động lớn ấy, anh chị thấy là trong một cái giai đoạn này là của giai đoạn báo kháng bao nhiêu nha, à trong cái giai đoạn thị trường rơi vào những trường hợp mà ngày 26 tháng 4 này, những vùng tháng 4 ấy sẽ có những mã cổ phiếu thị trường chung nó chỉnh, nó sẽ chỉnh theo, nhưng mà trong một cái khoảng thời gian mà thị trường chung hồi phục đi lên á, nó sẽ không bao giờ đi lên được, hoặc thậm chí nó sẽ gãy luôn những cái chen xu ấy. Đấy, em sẽ lấy ví dụ nhìn xem những mã cổ phiếu nhất BC đi ha, nhìn thấy không, một cái giai đoạn thị trường nè, những cái vùng tháng 4 đi ha, đấy những vùng tháng 4 nè, đây những cái nhịp mà nó điều chỉnh nó gãy thị trường chung, nhưng những con này yếu thì nó sẽ gãy luôn nè, và sau đó thị trường tiếp tục hồi phục và cân bằng đi lên. Nhưng những con này chị thấy khi mà nó đã nằm một cái xu hướng mà đi xuống ấy, thì thị trường hồi thị trường tăng nó sẽ vận động riêng biệt, và cái xác suất mà nó hồi phục lên lại là không cao, có nhưng mà cổ phiếu sẽ gãy luôn, như là HBC chị thấy không đó, thị trường chung chỉnh, thị trường chung hồi nó không hồi, thị trường chung gãy nó sẽ gãy tiếp đấy, hoặc là ngoặc lại với nhau cổ phiếu như KSB đó, đó những cái cổ phiếu cho nên chị mình khi mà có những sự biến động lớn ấy, hồi phục khi mà cổ phiếu chị mình nằm kênh dưới là bắt buộc chị phải cơ cấu ra đó, thì nó cũng là những cái bài học cho chị mình trong những đoạn sau, chị thấy những vùng tháng tư này đấy, và sau này chị thấy nó sẽ không còn những mức giá mà quanh những vùng bao nhiêu 30 để cho chị thấy nữa đâu đó, cho nên chúng ta phải rất lưu ý vận động thị trường. Và em cũng đã nói rất nhiều rồi, nhìn chung thị trường hiện tại đã có những cái tín hiệu về phân phối đó, đây những phiên phân phối thứ nhất này, hoặc đây những nhịp phân phối thứ hai đúng không, thì những vùng thị trường đã lên cao rồi á, thì lên càng cao gió sẽ càng lớn, và khi đã lên cao thì cái chiến thuật và cái chiến lược đầu tư ấy, là chỉ đánh ngắn thôi, vậy chỉ đánh ngắn, và mình sẽ xác định là à, chúng ta tham gia ở nhịp này là cái biên độ về rủi ro ấy, là chúng ta phải xác định là mình phải chấp nhận một cái phần rủi ro nhất định nè. Còn anh chị nào mình đã tham gia được một cái giai đoạn mà từ chân sóng đi lên á, thì mình sẽ rất thoải mái. Tại vì sao? Mình cũng đã có được một cái phần lợi nhuận, nó làm gì, nó dự phòng để cho mình tham gia một đoạn phía sau. Có những tài khoản các thằng bên em đi, mình đánh từ nhịp mà chân sóng thị trường năm 2021 đi lên, mình cũng đã lãi được đâu đấy khoảng cái tài khoản, nhưng mà trong những tuần rồi thôi mình mất lại 20% tài khoản đi đấy, thì mình vẫn còn 8 phần để mình lãi. Còn những chị mình đã giam giao một giai đoạn hơi muộn, giai đoạn phía sau ấy đấy, thì cái yếu tố là mình sẽ rủi ro hơn đúng không đó, cho nên tăng phải lùi ha. Và nếu mà giai đoạn phía sau thì trường còn đi lên được thì những cái cơ hội nó cũng sẽ rất chắc lọc đấy, chứ không phải là chúng ta mua mà nào chúng ta cũng thắng được gì đó. Quan trọng nhất vẫn là anh chị mình, quan trọng mình phải có cái tư duy để mình xác định được cái xu thế cổ phiếu, và đâu là cổ phiếu mình đánh được, đâu là cổ phiếu chị phải bắt buộc mình bán ra, những cổ phiếu bắt buộc phải hạ ra, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích qua những cái danh mục về cổ phiếu anh chị ha. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích qua cái vận động cổ phiếu như thế nào ha, để cho anh chị mình có những cái cách xử lý cho nó phù hợp hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi nói với nhau về những dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng. Đấy, thì cái chiến lược giai đoạn vừa rồi là những cái lúc mà chúng ta phải cơ cấu lại cái danh mục, thì video ngày hôm nay cũng vậy, em cũng dành cho những chị nào mình đang chưa biết phải làm gì với cổ phiếu á, thì sẽ có những cái yếu tố mình sẽ tỉa cỏ trồng hoa đó. Thì tỉa cỏ trồng hoa là gì, thì đây là một cái phương pháp của O'Neil trong một cái cuốn sách làm giàu qua chứng khoán anh chị đó, cho thấy là gì, O'Neil cũng đã đề cập tới những cái chiến lược mà mình phải cơ cấu lại danh mục đó. Thì cái bản chất thị trường chứng khoán, đến những nhà đầu tư vô địch, đến những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ cũng không bao giờ họ luôn luôn đúng đó anh chị, mà khi mà họ sai á, họ bắt buộc họ cũng phải cơ cấu, họ bán ra cổ phiếu, chứ không phải là à, em thấy có nhiều gì mình khi mà mình đã tham gia vào cổ phiếu ấy, là mình cứ mua những điểm mua trên bên này. Em lấy ví dụ như, nhưng mà cổ phiếu như là em ví dụ như cổ phiếu như HVN đi, mình mua phải những điểm mua nó trên bên, nó treo leo trên cao này đó, mà không có những điểm mua nền, còn nó không có những điều kiện mua ấy, mình mua vào những vùng giá 34, khi mà nó gãy lại, anh vừa thấy là khi mà nó đã gãy lại
là mình tìm những cái lý do, những cái thông tin, những cái tin tức, mình tìm kiếm những cái doanh nghiệp, mình nói doanh nghiệp này có những cái này triển vọng này, những cái triển vọng để mình có những yếu tố mình chữa cháy cho việc mình mua sai lầm. Thì em đánh giá như vậy là không hay anh chị, hay vì hỡi đó giờ cứ lỗ tăng tranh chìm cắt ra, mình cầm lại những cái lượng vốn mình vào tham gia nhưng mà cổ phiếu khác thì có thể là mình đã bù đắp được khoảng thua lỗ 8%, còn mình cứ cố chấp mình yêu thích một doanh nghiệp hay là mình đầu tư như thế thì em cho nó chưa phù hợp đấy. Và quan trọng phương pháp nào cũng không phải là tốt nhất đúng không, không có một cái phương pháp nào mà gọi là gì gọi là hoàn hảo cả, nhưng quan trọng là chúng ta phải phù hợp nhất với những cái vận động thị trường. Cốt lõi anh chị mình đầu tư vào thị chứng khoán ấy là để mình tìm kiếm lợi nhuận, còn khi mà mình đã lỗ 20%, 30% thì lúc đó anh chị lại bất đắc dĩ mình trở thành những nhà đầu tư giá trị đó, thì chúng ta lại bị chôn vốn trong cái khoảng thời gian rất là lâu mà thị trường nó xuất hiện là những cơ hội mới ấy, thì anh chị lại không tham gia lại được, thì mình đâu có sức mua đâu, mình đâu có những cái lượng tiền để mình tham gia vào những cổ phiếu mới đấy. Cho nên một cái phương pháp và xu thế của em ấy là mình sẽ đầu tư những yếu tố về dòng tiền đó, chứ không phải là mình đầu tư cái yếu tố gì về doanh nghiệp cái gì. Đầu tiên chúng ta sẽ nói với nhau về phân tích về những cổ phiếu nhà CB ha, thì cũng sẽ có những cổ phiếu mà kênh trên đúng không, một cái xu hướng mà nó đi lên á thì mình có thể mình cầm nắm lại được trong một cái nhịp thị trường nó tét tấy ha. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ đi phân tích về ACB. Thì trước khi mà chúng ta đi phân tích vào cổ phiếu á thì em sẽ nói một câu như thế này: điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán. Thì đối với cổ phiếu nhà CB, những anh chị nào mình tham gia tại vùng nền nè, đây là cái điểm tích lũy nền thứ nhất, cũng là những điểm hỗ trợ cổ phiếu. Thì ở hệ không có tiền VIP á, đây là cái điểm mua đầu tiên hướng dẫn chị mua rồi đúng không? Đó, sau những cái điểm mua như thế này qua những vùng 35 đi. Đấy, thì trong một cái nhịp mà thị trường vận động cứ quay đi nó test lại á, thì thậm chí trong một phiên mới xấu nó có test lại những vùng đấy trước, thì chúng ta vẫn trong những trạng thái an toàn và chưa vi phạm những cái điểm bán, thì anh chị có thể mình cầm nắm lại được, tại vì nó vẫn trong những cái tầm chúng ta kiểm soát được đúng không. Đó là thứ nhất dành cho những chị nào mình mua tại những điểm mua tại nền thứ nhất ấy. Còn đối với những chị nào mua tại điểm nền thứ hai này, đây cũng là những cái điểm nền đó, thì khi mà chúng ta mua tại những điểm nền thứ hai á, thì hôm 16 ACB nó có một cái phiên đóng cửa em đánh giá gọi là không tích cực, và nó đóng cửa ở giữa trên ấy, nó đóng cửa ở trên một cái nền ở dưới, nhưng mà nó đóng cửa ở dưới một cái nền ở trên đó, chị thấy rất rõ không? Thì anh chị sẽ tận dụng trong những đường sau, nếu như mà những cổ phiếu ACB á mà nó có những cái hiệu mà nó hồi phục lên được á, thì anh chị là mua điểm trên cao nè, thì bắt buộc chị cũng phải hạ ra một nửa đúng không, an toàn thì chị cũng phải hạ ra một nửa chứ cái đã. Còn trường hợp mà xấu ấy, mà trường chung những tuần sau mà nó có gãy mà nó có khủng thêm á, hoặc nó có những biên độ nó biên nó giảm tiếp á, thì khi mà nó gãy một cái nền thứ nhất thì ít bắt buộc anh chị nào mình cũng phải hạ ra, lưu ý ha đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại khi mà em đang làm cái video á, thì những chị nào mình cầm nắm ACB tại những điểm nè, điểm nền thứ nhất này qua những vùng 34 á, thì mình có thể mình chấp nhận mình cầm nắm lại được ha. Còn những chị nào mua nền phía trên thì cũng sẽ tận dụng, mình có thể hạ trước 50%, khi mà nó gãy luôn cái nền dưới á thì hạ ra hết. Đó là cái điểm lưu ý ha. Đấy, và nhìn chung cái xu thế của ACB á là những gì anh chị, những cổ phiếu gì xu thế gì vẫn là kênh trên xuống đi lên đúng không, đó đó những cái điểm mà chị phải chấp nhận mình cầm nắm và mình đưa những chiến lược cho nó phù hợp nhất. Điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán đấy, và chúng ta sẽ phù hợp với cái lượng cổ phiếu mà chị mua ở đâu ha. Còn những chị nào mua những điểm gì mua đuổi đấy, mua đuổi cùng giá 37-38 thì thôi bắt buộc phải hạ anh chị, 4% hạ một nửa, 8% thì cắt hết đấy, lưu ý. Tiếp theo là cổ phiếu như BID đúng không anh chị, thì đầu tiên ấy, để xét vào một cái xu hướng như BID ấy, nó là một xu hướng gì, xu hướng kênh giữa đúng không, nó nằm gì ở giữa cái đỉnh và ở trên cái đáy, đó là xu hướng kênh giữa, nó sẽ yếu hơn so với ACB, tại vì ACB cổ phiếu là xu hướng đi lên này đó. Thì đối với BID ấy, những điểm mua như thế nào em hướng dẫn chị mua tại những điểm mua như thế này, những phiên gì test cung nè anh chị, không test cung có lượng thấp nè quanh những vùng 44-45 ấy, thì đến là điểm hiện tại tài khoản anh chị mình vẫn quanh những cái điểm hòa vốn, hoặc là anh chị nào mua cao thì chỉ là lỗ 1-2%, thì những cổ phiếu như BID á nó vẫn trong những cái tầm kiểm soát mà anh chị phải mình chấp nhận mình cầm nắm trong một cái nhịp thị trường test đáy lại. Thị trường chung những tuần sau mà cân bằng được á thì đó là một dấu hiệu tích cực đúng không, sẽ có những cổ phiếu chúng ta chấp nhận rủi ro để chúng ta cầm nắm đấy. Còn những anh chị nào mua đuổi này, anh chị nào mua vùng giá 48 này, chị thấy đây là một cái cự đỉnh nè, đỉnh thứ nhất nè, anh chị mình thấy cố chấp mình lao vào mua đuổi giá 48 thì bắt buộc anh chị phải hạ ra, bắt buộc phải hạ ra một nửa ha. Khi mà nó khủng những điểm bao nhiêu, những vùng đáy trước nè thì bắt buộc phải cắt hết. Đối với anh chị nào mua tại nền, trường hợp tuần sau mà nó có rủ lại hoặc là trường chung có xấu ấy, mà nó khủng vùng đấy trước thì bắt buộc anh chị cũng phải hạ ra đấy. Để làm gì, để mình sẽ cầm lại những cái khoản vốn và chờ đợi những cơ hội gì đấy phía sau đúng không. Thị trường không thiếu cơ hội, nhưng anh chị thiếu tiền thì mình sẽ không có cơ hội đó. Thị trường chứng khoán quanh năm nó vẫn thế anh chị đấy, hôm nay chúng ta không đánh được thì tuần sau chúng ta đầu tư đó, tháng này chúng ta không mua được thì tháng sau chúng ta mua. Quan trọng thị trường cân bằng và có lại những cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đánh, thị trường còn sống là chúng ta còn đầu tư đấy.
tiếp theo là cổ phiếu như BVB ha, thì những con này bắt buộc anh chị phải hạ ra đó. Anh chị mua tại nền nè thì cũng phải hạ, tại vì sao? Mua đuổi nè thì cũng phải hạ, anh chị thấy không? Tại vì sao? Nó cũng phiên không biết xấu, đóng cửa khá là xấu á, là một cái phiên mà nó đóng cửa gì, đóng cửa dưới cái điểm hỗ trợ nền anh chị, đó là những tín hiệu nó gãy nền, bắt buộc phải hạ ra anh chị ha. Đấy, còn riêng BID á, chế một cái quá trình nè, nó chỉ là cái phiên nó test lại anh chị, test một nè, cũng quay về test thôi, cũng trong những điểm hỗ trợ, đặc biệt là những yếu tố về khối lượng mức trung bình đó, thì nó vẫn ổn, cho anh chị mình hơi kỳ vọng mình cầm nắm lại được đúng không? Đấy, tiếp theo là CTG. Khi mà anh chị mình nhìn về lại CTG thì mình sẽ nhớ lại những gì, những gì mà em đã trao đổi với anh chị mình, những gì mà em đã phân tích, tức là những cái phiên mà khi mà nó cổ phiếu nó biến động có lượng lớn ấy, là bắt buộc em nói chị mình phải hạ ra ngay. Còn để anh chị mình hạ quá chậm mà để cho cổ phiếu nó lỗ nặng, anh chị biết từ những biên độ anh chị mua đổi những nền đi xuống, anh chị mà lỗ 10% đó, thì khi mà chúng ta hạ ra càng sớm thì sẽ càng giảm thiểu khoản thua lỗ đấy. Còn đến thời điểm hiện tại, những nhịp hồi phục lên nè, là em nói gì, hồi phục lên những con này là chỉ cần tận dụng để mình hạ ra trước cái đã. Khi mà nó cân bằng lại được á, nó cạn cung á, thì lúc đó chúng ta vào chúng ta đánh lại sâu, chị hãy lưu ý nha. Đấy, còn đối với thời điểm hiện tại thì anh chị cũng sẽ tận dụng những cái cổ phiếu này là bắt buộc hạ hồi là hạ ra trước ha. Đấy, tại vì cái xu thế cổ phiếu khi nó giảm điểm có lượng lớn là mang yếu tố rủi ro anh chị. Tiếp theo là cổ phiếu HD Bank nè, đó khi mà anh chị mình nhìn vào những cổ phiếu HD Bank á, mình sẽ hiểu được là nếu như anh chị tham gia được tại nền nè, anh chị cầm lại được không chị? Chúng ta có thể cầm lại được đúng không? Tại vì sao? Cái xu thế cổ phiếu nè vượt đỉnh, test đỉnh nè, đấy, nó vẫn giữ được một cái xu thế đang đi lên đúng không? Và nó vẫn trong một cái trend vùng đỉnh trước đó, một cái nhịp test lại trong một cái phiên điều chỉnh mở biên trong 33, nó vẫn mang yếu tố khối lượng thấp thì nó vẫn là gì, nó vẫn là ổn, vẫn là một cái nhịp anh chị nói mình cầm cự ra được, bởi mình đánh cược thị trường mình cầm lại được đúng không? Anh chị mình kỳ vọng một cái xu hướng tích cực thị trường thì mới mình cầm nắm lại được, tại vì nó vẫn chưa gọi là gì vi phạm cái điểm bán. Đó là yếu tố thứ nhất dành cho những chị nào mua tại nền quanh những vùng 34 đúng không đó. Còn thứ hai là gì, những chị nào mua những điểm mua 37 ấy, thì thôi bắt buộc chị phải hạ ra một nửa, chứ là hèn về là phải hạ ra một nửa, chứ gặp nó khủng nền trước á là phải bán hết đó. Cho nên điểm mua sẽ quyết định đến điểm bán, mua như thế nào ăn ngon ngủ yên thì mua, còn mua mà mua đuổi ấy, anh chị mình chưa có những cái tư duy về đầu tư ấy, hoặc là mình chưa kiến thức ấy, mình mua đuổi thì những yếu tố mình trả giá trong việc thị trường điều chỉnh thua lỗ là cực kỳ nặng nề. Phía dưới em ví dụ là anh chị phải mua đuổi những điểm này, trường hợp thị trường nó tăng á, thị trường tốt á thì mình còn lãi, còn thị trường nó có xấu á, nó đạt về đây mới có nền hỗ trợ là gì đó. Nên chúng ta phải lưu ý đúng không, những yếu tố thị trường nó điều chỉnh như thế này thì ở đâu đó em cho là chị mình nên cầm một cuốn tập, cầm một cái viết, mình viết ra những cái sai lầm mình đang trải qua trong thời điểm hiện tại để mình rút ra những kinh nghiệm bài học cho một dàn sâu, thì anh chị mình sẽ cải thiện được cái quá trình mình đầu tư ha. Còn anh chị mình càng sai, mình không biết mình sai ở đâu, thì mình cứ sẽ rất dễ mình lặp đi lặp lại những quãng sai lầm của mình. Và những chị nào mình đang thua lỗ ấy, thì em cho là mình cũng không nên quá buồn bã đâu, hoặc là mình cũng không nên gọi là mình quá trách móc bản thân mình, tại vì như thế nó cũng gọi là không hay. Mà hay vì thế cứ hãy bình tĩnh mà phải xử lý cái tình trạng cổ phiếu danh mục mình cho nó phù hợp. Thứ nhất ấy, LBB nè, thì em đã nói rất nhiều về cổ phiếu LBB, thì chúng ta sẽ nhìn lại. Thứ nhất, cổ phiếu đã có quá trình dậy đứt rút, thì đây được gọi là cái nhịp gì, nhịp tái tích lũy nè. Tái tích lũy như thế nào là mới đạt cái gì đó, và trong một nhịp tái tích lũy này thì sẽ rất hiếm có những cái cơ hội chịu đầu tư đó. Những cái nhịp này chị thấy không, một cái tin tức khi mà anh chị thấy cái nhịp phân phối là nó ra những tin tức cực kỳ tốt, bầu thị đăng ký mua 32,5 triệu cổ phiếu, thì em đã làm một cái video chúng ta cùng nhau phân tích cực kỳ kỹ và một góc nhìn riêng biệt đối với cổ phiếu LBB. Thì những chị nào xem video của em á, là thứ nhất mình đã hạn chế được cổ phiếu này trong cái danh mục mình đầu tư, thì mình đã không gặp những khoản sai lầm trong thời điểm hiện tại. Còn tạm thời đối với anh chị nào mình mua tại những điểm tại nền nè, nếu như mua tại nền thì nó còn ổn anh chị, tại vì nó cũng là những điểm hỗ trợ cho cổ phiếu, và cổ phiếu này mấy một cái phiên mới xấu thì nó cũng tích cực hơn so với cái mặt bằng chung của những dòng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ha. Tại vì nó có một nhịp nè, đáy một nè, đáy một nè anh chị, test đáy nè, test đáy nè, test đáy nè, test 4 lần không khủng, thì đây có thể là những cái điểm hỗ trợ đáng tin cậy của cổ phiếu. Thì tạm thời đối với những chị nào mua tại nền quanh những vùng 28 ấy, 29 ấy, thì em cho là chị thể mình chấp nhận mình cầm nắm lại được ha. Còn chị nào mình đánh an toàn á, thì có thể chị sẽ hạ ra 50% đúng không, và mình sẽ chờ đợi sau một nhịp thị trường chung cân bằng ổn định. Nhưng mà cổ phiếu như LBB mà nó tích lũy được cân bằng thì sẽ có những cơ hội chị mình lấy lại 50% đó đúng không. Đấy, đó là những chiến lược đầu tư, chứ không phải là thị trường sập thị trường gãy là nhiều anh chị mình lại nói là gì, không thấy cái rốc cơ hay là không thấy cái youtuber lên mạng để mà phân tích. Đấy, thì như thế là không phải gì. Đối với em á, em phân tích ở đây là chúng ta trao đổi với nhau, trao dồi với nhau những kiến thức mà có thể là những cái khoảng trống mà anh chị mình chưa hiểu về thị trường, thì sau này cũng như là những cái kinh nghiệm mà anh chị mình đúc kết lại cho bản thân mình, để quá trình sau này thị trường có những cơ hội mới, những con số mới, chúng ta đầu tư cho nó tích cực hơn, chúng ta đầu tư cho nó tốt hơn, tránh những khoản thua lỗ để nó đưa vào tài khoản anh chị mình những khoản âm. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ thị trường uptrend là chị mình nên làm video, thị trường gãy, thị trường giảm là chị mình không dám làm,
thì nó là không phải gì ha, mà mình phải đối mặt với những gì mình đang trải qua, đúng không? Đó, tại vì em cũng còn một hệ thống khách hàng mà mình hỗ trợ mà đấy, chứ không phải là chúng ta làm video cho những chị mình trên kênh YouTube mình xem không, đúng không? Đó, và những bốn với những cổ phiếu như là BB, một cái nhịp mà nó test lại nè, mấy yếu tố có lượng thấp như thế này em cho là vẫn ổn chị ha, là vẫn ổn, có yếu tố cúc chân nè là tốt ha, và chúng ta sẽ chờ đợi trường hợp anh chị nào cầm nắm những vùng tích lũy nền, khi mà chị thấy nó cũng khủng đi những vùng giá mà 27 vùng đấy trước thì bắt buộc chị cũng phải hạ ra luôn ha đấy, hoặc là cứ 4% thì chị nào một nửa, 8% thì chúng ta cứ cắt hết đấy, đó là những cái chiến lược về cắt lỗ. Và đầu tư mà để chị mình tồn tại được lâu á thì chị phải luôn luôn tuân thủ những chiến lược về cắt lỗ. Tiếp theo là cổ phiếu như MIB nè đó, thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ nhìn về một cái phiên vận động, chính là gì? Cổ phiếu nhà MIB á, một cái nhịp nó giảm mở biên nè mà nó hồi được, mà nó căng bằng lại được trong 26 á thì chết, đây là những cổ phiếu mạnh anh chị đó. Nhưng mà để chị mình mua lại được hay không á thì chị mình còn nhớ đấy, trong hầu như là một tuần vừa rồi em rất hạn chế, cũng như là hầu như là không có những cái điểm mua để cho chị mình tham gia vào cổ phiếu nữa, thật sự là cực kỳ khó đấy. Còn cái việc anh chị mình cố chấp mình lao vào mua đổi á, anh chị mình thấy cái việc mà trường chỉnh là mình sẽ trả giá cực kỳ nặng, có thể chị mình lỗ 7%, trường hợp xấu phải lỗ 10%, trường hợp xấu phải lỗ 15%, đó là cái yếu tố mà chị mua đổi đấy. Cổ phiếu như MIB nè, em nói rất kỹ những cái nền trên á, những cái nền này không đủ sự an toàn và chắc chắn để cho chị mua đấy. Rồi sau đến thời điểm hiện tại, những chị nào mình mua những vùng nền dưới đi thì em cho là mình phải cầm nắm lại được, tại vì nó có một phiên chỉnh lại, một phiên căng bằng lại, nhưng mà mấy yếu tố lượng thấp thì ở đây là gì, sẽ có một cái lượng nhà đầu tư lớn, sẽ có một cái thành phần lớn họ bán ra, nhưng vẫn có một cái lượng lớn dòng tiền họ mua vào, đó là yếu tố về hấp lệnh và giao hoa giữa cung cầu ha. Nhưng thường những phiên mà biến động có lượng lớn á, để mà cổ phiếu nó muốn lên được á thì nó phải làm gì, phải tích lũy thêm và căng bằng cạn cung thì cổ phiếu mới có dư địa đi lên ha, và tạm thôi. Nhưng mà này em cho là những chị nào mình mua vùng nền dưới 38 ấy thì cầm lại được, còn mua trên cao á thì có thể hại một nữa ha, lưu ý. MSB nè, xu thế cổ phiếu luôn, xu thế cổ phiếu là vô cùng quan trọng. Con này cổ phiếu gì, xu thế đi lên và nó cũng đang giữ được một cái nền dạng quanh đỉnh anh chị. Thì những chị nào thứ nhất ấy mua tại nền thì cứ nắm, mua tại nền thì cứ nắm, trường hợp mà nó trường hợp xấu thì trường có chỉnh mạnh thêm đi, hay là trường có mở biên giảm thêm, cổ phiếu nó có gãy nền thì chị bán ra, nó vẫn cho phép chị bán ra được đấy. Còn khi mà chúng ta đã có một điểm mua tốt, vị thế tốt thì anh chị mình có thể chấp nhận mình cầm nắm trong một cái việc mà mình chờ vận động thị trường chung nó test đáy, nó ổn định ha. Đó, còn ai mua đuổi thì sao, mua đuổi hàng về cứ hạ một nửa chứ cái đã đấy. Hoặc là OCB nè, OCB cổ phiếu này em cho là chị có thể mình sẽ tận dụng những nhịp mà mình thấy khi từng sâu mà có những tín hiệu nó gãy những điểm đáy trước thì bắt buộc chị cũng phải hạ ra luôn ha đấy. HB là chị hạ ra chưa, sau những cái quá trình mà em vừa phân tích cổ phiếu anh chị mình á, là mình hạ ra chưa anh chị? Thứ nhất này, cổ phiếu tăng này gặp kháng cự đứng trước này. Thứ nhất là đây kháng cự là những điểm mà chỉ phải hạ ra trước 50% đấy. Còn thứ hai, anh chị mua tại nền nè, nhìn thấy cũng khủng cái nền nè, là hôm qua cũng là những cái điểm mà anh chị cũng phải cắt ra những cổ phiếu như thế này anh chị đó. Còn trường hợp mình không cắt ấy thì những điểm hỗ trợ tiếp theo cổ phiếu sẽ rơi về đâu, những vùng quanh những vùng 23, 24 mới có những điểm hỗ trợ tiếp theo ha. STB đó, cổ phiếu mở biên nè, hôm trước anh chị thấy cái yếu tố mà nó tăng lên lại không, nó gặp kháng cự nè. Cổ phiếu STB và cổ phiếu như là LBB là hai con này là em luôn luôn đề cập là gì, trước đó là có quá trình chỉnh rút thì cái cơ hội phía sau dư địa chắc chắn một điều sẽ không còn lớn, chỉ là những nhịp đánh ngắn tăng lên kháng cự thì chị nên bán đó. Đối với anh chị nào mua tại nền còn mua đuổi bây giờ bắt buộc chị phải hạ ra chị ha, bắt buộc mua hạ ra. Còn khi nó khủng luôn cái điểm hỗ trợ mà nền hỗ trợ trước ấy thì bắt buộc phải cắt hết đấy. Techcombank nè, đúng không, Techcombank và ACB BID là ba mã cổ phiếu dòng ngân hàng em vẫn cho hệ thống này bên em mình cầm lại được, tại vì mình có những cái lý do để mình nói mình kỳ vọng về những cái dư địa của cổ phiếu, đúng không, sẽ có những mặt cổ phiếu kênh trên xuống lên mình cầm được cho một cái nhịp test đấy, hoặc nó đúng hơn là gì, mình có những vị hơi tốt mình mua chuẩn thì mình có thể cầm lại được, tại vì các mặt cổ phiếu này nó bị nhiễu sóng bởi cái biến động môi trường chung á anh chị. Khi mà thị trường ổn định thì có thể những mặt cổ phiếu mà xu hướng đi lên á là những con mạnh nhất, những con sẽ chạy trước ha. BID nè, thị trường biến động nè, nó vẫn giữ neo được một cái vùng giá quanh những vùng 29 thì đây là một điểm tích cực anh chị ha. Đó, thứ nhất để mà chị mình an toàn mà mình cầm lại được mà nó an tâm á, đây điểm mua thứ nhất này em cho hệ thống thằng bên em mua đấy, cũng em cũng đã kiến nghị rất nhiều trên kênh YouTube thì anh chị nào mua ở đây á hơi cầm lại được nè. Điểm thứ hai là điểm gia tăng nè, đó thì bây giờ nó cũng chưa vi phạm điểm gia tăng luôn chị, thậm chí mình đang còn lãi á đấy. Thì cái trường hợp mà anh chị nào mình đang nắm Techcombank á mà mình đang lãi tốt á thì mình có thể đưa một mức chặn lãi là gì, vùng giá 55 này, trường hợp cổ phiếu này thì dù có xấu ấy mà nó khủng vùng giá 55 á thì chúng ta sẽ chốt lại Techcombank ở vùng giá 55 ha đấy. Đó là những cái cách mà chúng ta phải tinh gọn danh mục cho nó phù hợp, có nhưng mà cầm được, có nhưng mà phải bán, có nhưng mà phải bán hết đấy. Còn chị nào mua đuổi con giá bao nhiêu 5758 hàng về thôi cũng làm cũng có thể tranh thủ cho nó hạ ra một nửa chứ cái đã, cũng 55 thì cứ hạ hết đó.
Còn khi mà chúng ta đã mua sai rồi thì cực kỳ phải khó xử lý, cứ phải tuân thủ 48 chiến lược 4% cắt một nửa, 8% cắt hết ha. Tiếp theo là Tiên Phong Bank nha anh chị đó. Nhưng mà cổ phiếu này nó vẫn neo được một cái nền trên nha anh chị, thấy một cái nền trên đúng không, đây một vùng tích lũy trên, tuy là cái biến động hơi lớn nhưng mà những anh chị nào tham gia được một cái điểm tích cung này, nó nhớ nó đang một cái nền tích lũy nè, cổ phiếu tích cung nè, phiên bùng nổ nè, anh chị nào tham gia được thì những vùng quanh 35-36 á, em cho em vẫn có thể mình cầm nắm lại được. Anh chị phải đưa một cái mức quản trị rủi ro nó khủng đi những cái điểm 35 thì rủi ro anh chị sẽ cắt hết. Còn hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát, một phiên test lại khối lượng thấp nè, vẫn ổn đúng không? Và mặt bằng chung á, em thấy là chỉ có dòng ngân hàng thì nó vẫn neo được một cái khoảng giá cho một cái phiên thị trường điều chỉnh tới tại đấy, cho một cái mức giá chịu thể chấp nhận cầm nắm đúng không? Đấy. Còn một chút nữa em sẽ đi phân tích với dòng thép này, ngoài dòng dầu khí là cực kỳ xấu anh chị ha. Tiếp theo là cổ phiếu Vietcombank nè, nó cũng đang trong quá trình nó điều chỉnh vậy đó, nhưng cổ phiếu này không còn điểm mua nè. Mua là mua tại đâu anh chị? Mua là phải mua tại điểm tích lũy an toàn. Nhưng điểm mua như thế nào? Tại nền. Còn khi mà nó tăng 116 ấy, mà chấp nhận gì lao mua đuổi ấy, thì thôi hàng về là bắt buộc phải tuân thủ chiến lược và cắt lỗ đó. Còn hiện tại những quá trình nó đang test nền nè, đang test lại nè, nó cũng yếu tố mà cút chân khối lượng lớn, thì chúng ta sẽ chờ đợi những sự cân bằng cổ phiếu. Nếu như xuất hiện là những cơ hội thì em sẽ hướng dẫn chị mua sâu ha. Hoặc là VIP này, cổ phiếu này rất khó cho chúng ta phân tích vì nó hơi bỏ cung, nhưng mà nó cũng có những tín hiệu mà nó cũng có những yếu tố mà bứt phá khối lượng đi vào ha. Đấy, nhưng mà cũng đang gặp lại khối lượng đỉnh trước này anh chị, vùng kháng cự đỉnh trước này. VBank cũng khó chị mình vào rồi, tại vì cổ phiếu này nó đang bị bỏ cung. Đó là chúng ta nhìn về dòng ngân hàng, nhìn thấy không, sẽ có những mã cổ phiếu bắt buộc phải cơ cấu. Nhưng mà video này không phải là lần đầu tiên mà em nói về những mã cổ phiếu dòng ngân hàng nó bị phân hóa gì, mà em đã đề cập với chị từ rất lâu rồi. Dòng ngân hàng sẽ có những sự phân hóa cực kỳ lớn, sẽ có những mã cổ phiếu nó còn dư địa sẽ chạy cho hết, và chị chấp nhận cầm nắm được trong một cái nhịp thị trường chung nó rung lắc, hay là một cái nhịp thị trường chung điều chỉnh thế đấy. Nhưng mà có mã cổ phiếu hồi lên đó chị phải hạ ra đấy. Tiếp theo là về cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí ha. Đó, khi mà nói rất kỹ về dòng dầu khí còn đỡ ở điểm hiện tại này, với những điểm mua tại nền khi nó rủ là phải bán, còn ở điểm hiện tại mà không bán là cực kỳ khó anh chị. Và em thấy một cái dư địa dòng dầu khí đó chính là mô hình gì, mô hình gãy nền dũ anh chị đó. Nhiều anh chị mình nói khi mà nó gọi gãy anh chị nói tổ chức nó rủ, nhưng mà chị biết nó có rủ về đâu không, đúng không? Chỉ khi mà nó xuất hiện tín hiệu rủ là cứ phải hạ nó chung một nửa, hoặc là chị thả hết, thì để sau này mà nó rủ xong á và nó an toàn, nó cân bằng lại được một cái nhịp mà tích lũy nền á, thì mình sẽ lao vào đánh sâu đấy. Cho nên em đã nói rất kỹ và không có thằng VIP gì, tạm thời đừng có vội mà quan tâm lại dòng dầu khí, hãy để cho nó tự động nó vận động, khi nào mà ổn định lại thì mình sẽ đánh sâu ha. Đó với dòng dầu khí gì đấy, một nhịp tích lũy nền anh chị thấy không, một nhịp tích lũy nền sau đó rủ một nhịp là cân bằng lại được thì chúng ta mới đánh ha. Đấy, và hồi xưa nó cũng vậy thôi đó. Một cái dòng dầu khí hiện tại nó đi vào những trường hợp nó bị rơi vào trường hợp mà quá bán rất là nặng luôn ấy. Đấy thì nó cũng chỉnh về lại, nó giảm khá là rét đúng không? Mình thấy không? Nhưng mà cổ phiếu dầu khí á, thứ nhất là chúng ta phải xét về yếu tố đầu cơ. Đầu cơ là gì? Tăng lên rất nhanh. Ở trên có thể lãi 2 tuần mình lãi 30% đối với dòng dầu khí. Nhưng trường hợp nó chỉnh lại cũng chỉnh rất rét, có thể lỗ 20% trong vòng 2 tuần. Đó là cái yếu tố đầu cơ cực kỳ cao ha. Và chị hãy luôn lưu ý là mình đừng có nhìn vào giá dầu thế giới để mình kỳ vọng một cái sự mà tham gia trong cái dòng cổ phiếu dầu khí ấy. Nó sẽ có những cái cơ hội và những cái dư địa trong giai đoạn sau này. Và em nói chị mình thi thị trường chung vào nhịp sóng mới, cái dòng dầu khí mà nó cân bằng mà tích lũy ra được á, em sẽ tìm những điểm đánh siêu cổ đối với dòng dầu khí cho chị mình xem. Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn phải chờ ha, đừng vội vào quá sớm chị. Có những chị mình sai lầm nhất là gì? Sai lầm nhất là chị mình có những yếu tố mình bình quân á chị, mình bình quân giá xuống ấy. Khi mà chúng ta mua tại nền nè, sai thì nên cắt. Còn chị mình cố chấp mình bình quân tạm giá bao nhiêu, mua giá bình quân 27 nè, thì bây giờ nó lại về tiếp 25 nè, bình quân không? Thì nó lại về tiếp 23 nè, liệu còn đủ vốn bình quân không? Nếu như mà cái lượng vốn chị mình nó nhiều á, và nó dồi dào như là Warren Buffett á, thì chúng ta cứ thoải mái chúng ta bình quân. Nhưng mà khi mà cái lượng vốn mình nhào tới mình có giới hạn á, thì khi mà cổ phiếu nó tín hiệu xấu cắt ra đi chị, về dưới nó cân bằng lại mình mua lại xấu, có khi là anh chị mình mua vùng giá dưới mà nó lại bứt phá lên thì mình lại là một cục lớn để mình bù lại những khoản lỗ ngắn hạn trong những cái điểm mà anh chị mua tại nền đó. Cho nên lưu ý ha, và chúng ta phải luôn luôn nhớ về cách đi vốn như thế nào để mà hạn chế rủi ro nhiều nhất anh chị ha. Đấy, bởi vì đê nè, xu thế cổ phiếu nè, kênh dưới nè, khi mà gãy nè, gãy gắt nặng vậy ha, những cổ phiếu này chị mình chưa biết nó đi về đâu nữa đó, tại vì vẫn chưa thấy cái tín hiệu cân bằng của nhiều cổ phiếu dòng dầu khí đó. Đâu đấy con gác nó vẫn giữ được kênh xu hướng đi lên đó chị, nhưng mà những điểm mua như thế này thì em cho anh chị hãy đưa những mức chặn lại, nên hãy chốt lại với nhiều cổ phiếu như gác ha đó. Dòng dầu khí hãy chờ đợi, khi mà nó cân bằng lại được thì tiếp tục chúng ta vào đánh sâu. Em nói với chị rất nhiều à, ở đây là mình đầu tư, mình đầu cơ, khi cổ phiếu có cơ hội là mình sẽ lao vào đánh, khi cổ phiếu không có cơ hội thì mình sẽ tạm thời bỏ qua, chứ không phải là mình yêu thích một dòng nào cả hay là mình ghét bỏ một dòng nào cả. Có những thời gian mà em hô hào rất nhiều, chúng ta cùng nhau phân tích rất nhiều về những cơ hội đầu tư của dòng dầu khí,
Nhưng có những khoảng thời điểm chúng ta phải né tránh nó ra, tại vì nó mua vào là lỗ, anh chị mình quan tâm làm gì đó, cứ chạy chờ đợi đi anh chị đấy. Và vẫn là một câu nói là gì, nước trong á thì nước không có cá. Khi mà một việc gì mà quá rõ ràng á thì nó không có cơ hội. Và em thấy bây giờ cái tâm lý nhà đầu tư mình đi khắp cái diễn đàn đều rất hoảng loạn, nhiều người hô đỉnh, nhiều người hô sập đó. Nhưng mà ở góc độ nào đó chúng ta có phải bình tĩnh mà quan sát xử lý cái danh mục của mình, nó mới là cái quan trọng vậy ha. Còn bây giờ anh chị mình thấy cứ phát hàng ở bán tháo ấy, thì trường hợp mà tích cực đi, thì trường nó quay đầu nó căng bằng nó tăng lên được, thì anh chị mình lại lao vào mua đuổi đấy. Cho nên cứ hãy bình tĩnh đó, mà mình xử lý cho nó tốt nhất. Trường hợp tuần sau mà nó có xấu, mà nó có khủng đi, thì mình sẽ bắt buộc cũng phải hạ ra. Đối với những cổ phiếu kênh trên xu hướng lên như là ACB, như Techcombank, bắt buộc chúng ta phải hạ ra, đúng không? Để chúng ta cầm lại những lượng tiền và chờ đợi những cơ hội mới ha. Đó. Chúng ta cứ phải nương nghe những cái tín hiệu, những vận động từ thị trường để chúng ta đầu tư. Đó là với dòng dầu khí. Tiếp theo là với dòng cổ phiếu và dòng chứng khoán anh chị. Đấy, thì chúng ta đã nói với nhau rất nhiều về dòng chứng khoán này. Thậm chí có những video em nói chị mình là gì? Thực sự dòng chứng khoán không có cơ hội mua. Thì em cũng xin phép để em phân tích nhanh với dòng chứng khoán thôi. Còn nhiều anh chị mình nhắn hỏi em là ôi, còn hôm trước chị thấy là con VND đi, nó tăng giá bao nhiêu? 49. Mà có một nhịp nó giảm mà giảm 43. Chị nói ui, con này mua được không em? Giá rẻ quá. Nhưng mà anh chị mình mua rẻ thì liệu có giá cao hơn để chịu chút lãi không? Hay là mình phải cắt lỗ giá rẻ hơn chị? Đó. Đó là những cái tư duy mà anh chị mình còn hay nghĩ là sai lầm đó gì. Quan trọng chúng ta mua ấy, anh chị mình thấy nhìn bảng giá thì mình rất khó xác định được đâu là điểm mua đúng không? Và chúng ta phải nhìn ở biểu đồ những điểm mua thứ nhất nè, đánh ngắn thôi nha anh chị. Chúng ta hãy lưu ý dòng cổ phiếu, dòng chứng khoán ấy, đã lên cao rồi thì em đã cho khách hàng anh em mua, cũng như là em kiến nghị nhìn mua những điểm mua tại nền thì chỉ đánh ngắn thôi chị. Nền ngắn thì đánh ngắn, nền dài thì đánh dài. Còn đỡ điểm hiện tại, anh chị nào mua được tại những điểm nền 42 á thì anh chị mình có thể mình hạ trước 50%, trường hợp nó có gãy luôn mình bán hết ha. Còn những chị nào mua đỉnh trên cao á thì cứ 8% là phải cắt hết rồi. VCI nè, đấy, thứ nhất những gì mua tại nền thì đây những điểm mua nó an toàn, tại vì khi mà chúng ta mua càng gần nền á thì cái nền giá sẽ là những điểm hỗ trợ. Khi trường hợp nó test lại như VCI là máy tích cực anh chị ha. Đó, anh chị mua tại những điểm nền thì có thể cầm nắm lại được, và chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội đi đến phía sau. Trường hợp mà nó có xấu nó gãy nền á thì bắt buộc chị mình cắt hết. Còn anh chị mua đuổi nè thì cứ phải tận dụng hồi nên chứ phải hạ ra. Đấy, điểm mua xấu á thì canh hồi mà hạ ra, còn trường hợp nó gãy luôn nền á thì bán hết. SSI cũng sẽ tương tự chị ha. Chỉ có một điểm mua duy nhất là ở đây thôi anh chị. Còn khi đã lên cao này, làm sao mà chị mua được? Thứ nhất chị có thể mua tại điểm này, có thể lại. Còn trường hợp chị mua điểm bao nhiêu? Qua những vùng giá 58 đi, nó chỉnh vào một cái chị mình lỗ rất nặng. Chỉnh vào những vùng 49 ấy thì nó có một cái điểm nền hỗ trợ. Đó. Cho nên sau những giai đoạn như thế này, em cho là ít nhiều những khoản mà chị thua lỗ, nhưng sẽ đúc kết cho những được những cái bài học cho cái quá trình đầu tư phía sau ha. Đấy. Và những cổ phiếu như ai, thứ nhất cũng vẫn như cũ anh chị. Anh chị nào tham gia điểm tại nền này thì nó vẫn chưa vi phạm những cái điểm bán, thì thứ nhất anh chị là an toàn, muốn chốt lại thì có thể chốt 50%, trường hợp nó gãy những cái điểm nền thì chìm cắt hết đó. Tiếp theo là cổ phiếu SSS này đúng không, rất rõ ràng nè, anh chị thấy những điểm mua chợ nền không đó, những điểm mua cực kỳ an toàn, quay về test này vẫn trong một cái phạm vi tầm kiểm soát đó, thôi cầm nắm lại được. Xấu nó gãy nền thì cũng phải hạ ra đó. Còn trường hợp mà thị trường căng bằng lên được thì anh chị biết nhớ một câu như thế này nè, khi mà thị trường chứng khoán còn sống thì cái dòng chứng khoán nó vẫn còn sống anh chị. Đó, MBS nè, đấy, những điểm mua vị thế rất an toàn đúng không, những vùng nền nè, trường hợp thị trường có test lại về nè, nó cũng bút chân lên nè thì không biết xấu một phiên test lại, nhưng mà khối lượng nó cũng hơi lớn anh chị ha. Đấy, thì chị cũng lưu ý mua trên cao á, thì cứ phải hạ ra trước cái đã. Và những điểm hạ ra đẹp nhất ấy, là trong những nhịp thị trường chung nó tăng như này từng rồi ấy. Thực sự là em nói với chị rất nhiều luôn, mà có thể là chị mình nghe mà mình chưa hiểu được hết những cái nội dung mà em truyền tải ha. Khi mà thị trường mở biên ấy, anh chị mình đừng có sợ, anh chị đừng có hoảng loạn, tại vì nó sẽ có nhịp hồi để cho anh chị mình cơ cấu. Khi nhịp hồi mà anh chị không cơ cấu á, nó rủ lại thì chị mình lại hỏi em là à, bây giờ con này bán cho em, con kia bán cho em, thì cực kỳ khó anh chị, cực kỳ khó anh chị ha. Lưu ý HCM cũng tương tự như vậy đó, chỉ có duy nhất một điểm mua là quanh những vùng bao nhiêu 44-45, thì cái việc tăng lên á em cũng cho hệ thống đèn mà em đánh ngắn thì hiện tới 3-4 về thôi cũng chốt luôn. Đấy, con đánh chị mình cố chấp mua là những điểm mua như thế này nè thì cực kỳ rủi ro ha. Khi thị trường chung xấu chúng ta mới biết được cái sự trân trọng đối với những điểm mua chuẩn, những điểm mua như thế nào nó an toàn. Đấy, còn những con cổ phiếu mà đầu cơ ấy là những con nó sẽ gãy trước anh chị. Đó, tiếp theo là với dòng khu công nghiệp này, đầu tiên là RVR nè, nhìn nhớ về một vấn đề như thế này, xu hướng cổ phiếu nè, là những cái điểm nền hỗ trợ đỉnh trước là hỗ trợ sâu nè anh chị, khủng điểm hỗ trợ là bắt buộc cũng phải bán ra. Nó chỉ là một phiên mở biên khối lượng lớn nè, hồi lên nè, yếu nè, sau đó gãy luôn nè. Đó, thì những điểm gãy bắt buộc trường hợp xấu nhất ấy, những điểm gãy cuối cùng quay hạ ra đối với những cổ phiếu như GVG ha, hoặc là KBC đúng không. KBC thì em rất quen thuộc với những cái mẫu hình như thế này rồi chị. Đó, thứ nhất những điểm mua tại nền nè,
Anh nhìn đánh được không? Đánh được đúng không? Đánh được, em đã phân tích, em hướng dẫn những điểm nhìn vào. Nhưng khi mà hàng T3 về nè, nó xuất hiện một cái phiên mà bị bán ngược nè, hôm mới 6 tuần trước ấy, thì hàng T3 về chúng ta không lãi được, thì em bắt buộc cũng phải bán ra cho hệ thống hàng bên em luôn. Đó, mình bán ra rất sớm trong phiên quanh những vùng như 39-40 nè, để mình tránh những khoản thua lỗ nặng hơn. Khi bây giờ nó về 32, thì bây giờ chị mình hỏi ngược lại một câu là gì? Có bán không em? Không còn điểm bán chị. Em đã phân tích cho chị những điểm bán như thế nào trong đoạn video tuần rồi là rất kỹ ha. Đó. Thực sự để mà chị mình lỗ nè, em nói với chị một câu như thế này, lỗ 8% á thì còn bán được, chứ để lỗ 10% á nó sẽ rất dễ lỗ thêm 20%, thì càng lỗ càng nặng, sẽ trong trường hợp bất đắc dĩ mình phải trở thành những nhà đầu tư cổ đông. Cái gì đó là đó như là những lượng nhà đầu tư mà thực sự thị trường trong 2 năm vừa rồi tài khoản mình vẫn dậm chân vậy tại chỗ và không có được một cái khoản lại ấy, đó những yếu tố đầu tư thực sự là chưa hiệu quả ha. Và mình nên xem xét lại cái quá trình mà mình đầu tư chị ha. Hoặc là những một cổ phiếu ETA là gì không, xu hơi kênh dưới nè đó, thị trường trung hồi á thì có thể 1-2-3 nhịp hồi, anh nhìn đánh ngắn được vùng này lên đây chốt thì còn tuyệt vời. Có gì nó không mua được mua đỉnh bây giờ nghỉ tiếp nè, hoặc là chìm đua những vùng đỉnh trước nè đó, chị thấy không, thị trường hồi nó không ngồi, trường gãy gãy thêm nè đó, những con này đi cực kỳ nặng, đi cực kỳ xa. Có thể anh chìm thấy những cái điểm mà có thể về những vùng hỗ trợ dưới luôn ấy đó. Hoặc như mà cổ phiếu như là Long Hậu đi thì nó còn tích cực hơn vì xu hướng nó cũng là đi lên á, thì chỉ là mua sai á thì nó còn hồi được cho sửa. Còn ngược lại những con cổ phiếu như là SSC này thấy không, đi cực kỳ nặng đó. Đó quan trọng về cái xu thế của cổ phiếu, và ở một giai đoạn hiện tại cái lượng cổ phiếu phân hóa cũng như cái cơ hội đầu tư ấy, nó gọi là gì, có thể như là đại cát tìm vàng ấy chị đấy. Không phải cổ phiếu nào chị mua cũng lãi được, mà hãy chọn lọc cổ phiếu và nó yêu cầu cái trình độ chuyên môn cực kỳ cao. Chỉ nắm lại những cổ phiếu nào thứ nhất kênh trên xuống đi lên, và trong một cái phiên mới xấu cũng đã loại bỏ được một cái lượng cổ phiếu nó yếu rồi chị đó. Những cổ phiếu nào hơn sau phiên mới xấu mà vẫn còn giữ được cái nền tích lũy, vẫn còn trên một cái nền tích lũy thì anh chị còn nắm được. Còn khi mà cổ phiếu đã dưới một cái nền tích lũy thì bắt buộc phải bán ra luôn ha. Đấy, tiếp theo là cổ phiếu dòng bất động sản chị đó, những cổ phiếu như Tiger này đúng không, chị thấy không, khi mà cổ phiếu nó cũng có những yếu tố nó gãy nè thì phải bán sớm. Còn chị nào không bán á mà trường hợp nó gãy càng sâu á, anh chị mình vội vàng bán kháo nè, mà đây là những điểm hỗ trợ nè, thì chị thấy yếu tố gì là bán ngay đấy, ngay là bán ngay đấy đúng không đó. Thì tạm thời những cái tín hiệu của Tiger á thì cũng tích cực là hôm thứ sáu nó cũng có những tín hiệu mà đóng cửa xanh, nhưng mà nó bị đỡ giá, được đỡ giá trong VATC thôi. Thì đây cũng là những động thái cũng không rõ ràng anh chị, và ưu tiên là gì, hồi phục lên thì cứ cơ cấu ra chứ cái đã. Khi nào nó hồi phục lên vùng giá như mà nó cân bằng lại được á, vùng giá đỉnh trước mà cân bằng á, khối lượng cạn kiệt á, thì sẽ có những cơ hội đánh phía sau qua đó. Còn bây giờ cũng chưa rõ ràng với những một cổ phiếu như thế này đâu chị ha. Lưu ý đất xanh này đúng không, đất xanh nè đấy, một cái trường hợp là cái nền tích lũy nè, tích lũy nền dưới nè nó gãy nè đó, thì bên chị phải hồi lên mình phải cơ cấu ngay ha. Nếu như mà tích lũy lại được á, yếu tố lượng cạn cung á thì vào đánh sâu đó, thì chúng ta phải chờ đợi cái vận động của cổ phiếu anh chị ha. Tiếp theo là cổ phiếu như là những cổ phiếu như Hà Đô này đó, thì hôm thứ sáu mà cổ phiếu này có một phiên nổ lên như thế này tích cực là vậy ha, và mình hãy đưa nhưng mà cổ phiếu này vào cái danh sách theo dõi trước cái đã. Trường hợp mà nó cân bằng lại được á, nó tích lũy lại được nào đó, thì đây là những cổ phiếu cực kỳ mạnh về sóng sâu nha, lưu ý cực kỳ mạnh. Khi mà trường trung chỉnh cổ phiếu này vẫn bứt phá đi lên, thì cái việc gì mà khi mà trường trung hồi phục đi lên á thì con này lại gãy như vậy, lưu ý ha. Cho nên phải lưu ý đây những cái cách để chúng ta chọn lọc những cổ phiếu mạnh, và khi trường trung chỉnh lúc đó nó mới xuất hiện những siêu cổ phiếu đó, chị hãy lưu ý. Và để những video tuần sau chúng ta sẽ quan sát thêm những cái vận động thị trường, thì em sẽ chọn lọc ra những cổ phiếu cho chị mình chú ý. Hoặc là những cổ phiếu như Khang Điền nè, nhìn thấy không, những cổ phiếu này chị hỏi mình mình cầm nắm lại được, trường hợp mình nó mà khủng đi những điểm hỗ trợ 36 ấy thì chị mình cắt sâu ha đó. Nhưng mà trong một góc độ về kỳ vọng á, anh chị hãy mình chấp nhận mình cầm nắm lại được đó. Còn những con mà nó gãy khá là yếu như là NDN nè, những con này không cắt sớm thì sẽ rơi vào trường hợp mình cầm nắm quá lâu và khu lỗ rất nặng nha anh chị, lưu ý ha. Hoặc là LCG này, hôm trước cũng có nhiều chị nhắn hỏi em, ôi con này bây giờ cắt không em, mà mình không biết là xu thế của nó trước đó đã đau anh chị, là cực kỳ yếu rồi ha đấy. Hoặc là Long Điền nè, biết bao giờ anh chị mới về bờ đó với những cổ phiếu như thế này. Quan trọng là cái xu thế này đó, quan trọng nhất là về xu thế cổ phiếu. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua cái dòng cổ phiếu, dòng khép và phân bón ha. Thì đầu tiên đó là dòng khép đi, tại vì dòng khép là em thấy được yếu tố chị mình tham gia rất nhiều không đó. Nhưng mà trong cái nhịp hồi phục như thứ tư em nói chị mình là dòng khép, cái dòng mà chị mình nên hồi phục và cơ cấu ra trước cái đã. Nam Kim nè, thứ nhất ấy, anh chị là mua tại nền nè, thì anh chị cũng sẽ quan sát ở dạng đường sau, nếu mà nó có khủng cái nền đó, thì chị cũng cắt ra luôn ha đó. Anh chị là mua đủ trên cao á thì bắt buộc hàng vài phải cắt, còn chị bắt buộc hàng vài phải hạ các tỷ trọng nè đấy, từ đây không phải những điểm mua an toàn đó. Tiếp theo là về HSG nè, khi mà chúng ta đã có những điểm tham gia tại đỉnh trước đúng không đó, chúng ta kỳ vọng cái sự bứt phá, nhưng mà cổ phiếu nó không bứt phá được, thì khi mình nó đã phát những cái tín hiệu về nó khủng điểm hỗ trợ trước á, thì anh chị có phải hạ ra vỡ râm hệ thống cái thằng bên em á. Đấy là cái phiên chiều mới qua
là em đã đưa những cái kiến nghị là chị nên hạ trước nhóm cổ phiếu như HSG. Tại vì sao? Những cổ phiếu này yếu tố đầu cơ cực kỳ cao, và khi mà chị hạ ra được mình sẽ rất thoải mái. Hoặc nếu chị là không hạ ra được thì mình sẽ chờ những cái nhịp ở giai đoạn sau mình sẽ hạ ra, hoặc là những bữa sau mình sẽ hạ ra. Nhưng cốt lõi những con này là bắt buộc chị phải hạ ra đó. Và anh chị mình, chị hạn chế mình cầm nắm cổ phiếu mà trong một khoảng lỗ quá lâu đúng không đấy. Và hiện tại cũng đang về những vùng hỗ trợ này. Trường hợp xấu nhất mà chị chưa bán được á, thì chúng ta phải xem những phản ứng với vùng hỗ trợ như thế nào. Thì có thể nó bật lên được hồi phục á thì cũng phải hạ ra, nhưng cốt lõi là phải hạ ra đối với những cổ phiếu như dòng thép á. Khi nào nó cân bằng lại được anh chị, cân bằng lại được á thì tính tiếp đấy. HBG cũng sẽ tương tự đúng không đó. Sau một cái phiên mà nó mở biên nó giảm ra thì hầu như anh chị không bán được, nhưng mà những phiên hôm sau á, à, anh chị có thể mình canh mình cơ cấu mình hạ ra với những cổ phiếu khi mà nó gãy đi những điểm hỗ trợ mà 48 á, là anh chị phải bán hết đấy. Đó là những cách mà chúng ta xử lý cổ phiếu như thế nào cho nó phù hợp nhất đúng không. Không phải là chúng ta mua cổ phiếu rồi thì chúng ta lại phân tích nó tốt đúng không. Em không bao giờ phân tích như thế, mà trường hợp chúng ta phân tích một cách khách quan nhất để cho những chị nào mình có lỡ mình cầm nắm ấy, thì mình cũng biết cổ phiếu mình đang tốt hay đang xấu để mình xử lý. Anh chị thấy một cái phiên mà nó giảm điểm khối lượng lớn ấy thì là những phiên không an toàn anh chị, nhưng mà hồi lên từ hai hàng ra một nửa gãy hỗ trợ thì bán hết đó. Tiếp theo là DBM này, những cổ phiếu này là gãy trước anh chị ha đó. Bây giờ để xử lý thì rất khó. Và DCM cũng tương tự, BFC cũng rất giống như thế. Đó với dòng luôn, cái dòng nó đã xấu qua gì đấy. Và chúng ta lướt một vòng qua là chúng ta thấy là gì, là 85-90% các cái hoạt động cổ phiếu đang rất là xấu đúng không. Chỉ có vài mà cổ phiếu mà chị nắm lại được, ví dụ như là gì, Techcombank nè đúng không. Chúng ta vẫn có những sự kỳ vọng nắm được như Techcombank nè, ACB nè, BID nè. Thì đây là ba cổ phiếu mà trong VIP anh em vẫn cho cầm nắm, vẫn cho cầm nắm. Nếu như trường hợp tuần sau nó có xấu ấy, mà nó có gãy ấy, thì nó vi phạm điểm bán của mình, thì bắt buộc cũng phải bán ra à. Cho nên chị mình lưu ý ha, còn những con nào đã gãy rồi thì thật sự hồi hạ những gì thì phải hạ cho những phiên giai đoạn hồi của thị trường. Còn để mà nó gãy mà nó đi xuống mà chị mình vác hàng bán tháo á thì nó lại càng tiêu cực. Tiếp theo là cái dòng bán lẻ ha, và anh chị biết cái dòng bán lẻ chính là cái dòng cổ phiếu mạnh nhất thị trường trong một khoảng thời gian hiện tại đó. Đầu tiên trước khi mình nói về dòng bán lẻ, chúng ta sẽ nhìn sơ lược qua dòng cổ phiếu dòng VIN ha. VRE nè, rất rõ ràng xu hướng đi xuống nè. Anh chị mình còn nhớ cái nhịp mềm cho đánh tại nền không? Đánh ngắn thôi, tại vì xu hướng vẫn đi xuống à. Mình kỳ vọng một phiên nổ, một phiên nổ này anh chị, có nổ nha, có một phiên nổ này nhưng mà nó bị bán ngược trở lại, thì cho cái yếu tố mà nhà đầu tư còn kẹp nhiều quá anh chị đó. Thì sau những phiên như này tổ chức hồi rất dễ rụng tiếp nè, thì chúng ta thấy tín hiệu nó cũng không ổn à, bắt buộc hẹn về cũng phải bán ra thôi anh chị. Thì mình bán ra là sớm đúng không, để mình tránh những gì mà mình phải kẹp hàng, mình phải trở thành cổ đông của những cổ phiếu như VRE. Còn ở điểm hiện tại những cổ phiếu này cực kỳ khó đấy, và đây cũng là những điểm mà nó khủng hỗ trợ anh chị. Thường mà để cổ phiếu mà nó muốn đi lên lại được á, nó phải đánh thủng luôn hỗ trợ. Thì khi mà không hỗ trợ mà có một cái lượng lớn nhà đầu tư họ bán đó, nó thì nó cũng sẽ khả năng sẽ tạo những cái điểm gì, những điểm spring ha. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những cơ hội, nếu như VRE nó hồi phục lên được à, sẽ có những cơ hội đấy. Cho nên chúng ta đừng có gọi là gì quá tiêu cực với cổ phiếu, hay là cũng đừng quá tích cực với cổ phiếu, mà chúng ta hãy nhìn ra những kịch bản mà nếu như cổ phiếu đi đúng kịch bản như thế thì nó cũng sẽ xuất hiện những cơ hội chúng ta mua ha. Đấy, Vinamilk này chị thấy không, đánh những con này biết bao giờ chị mới về bờ đó. Xu hướng xu thế của nó ấy, càng ngày nó càng đi xuống đấy. Những con này trường chung mà nó có tín hiệu mà nó rung lắc đi, những con này khủng luôn là bình thường anh chị. Tại vì xu thế là gì, xu thế là bạn, xu thế lên á thì đánh, xu thế xuống á thì bỏ. Nhiều anh chị mình nắm con này 5-6 tháng trời chả bao giờ mang về được một đồng xu nào cả đúng không, nó rất khó ha. Đó là cái cách chúng ta phải chọn lọc cổ phiếu cho nó phù hợp anh chị. Hoặc là VIX này đúng không, đó chị nào không cắt thì nó cũng sẽ rơi trường hợp cực kỳ xấu ha, cực kỳ xấu đấy. Thì nó về dưới đúng không anh chị, nó cũng về những điểm hỗ trợ tốt tụt ở dưới đúng không này đấy. Như nhìn thấy là một cái mặt bằng chung của cổ phiếu ấy, những con kênh xu hướng càng xuống ấy thì nó sẽ càng xuống tiếp ha. Hoặc là ngược lại là với Vinner đúng không, con này đã phát triển cái xu hướng đi lên rồi nè, thì giải những sự biến động về thị trường chung có chỉnh á thì nó vẫn neo lại được này. Hoặc là thị trường chung có hồi thì những con hồi này họ cực kỳ mạnh ha đấy. Và anh chị nào á mình còn nắm cổ phiếu trong một cái nhịp tích lũy nên em vẫn cầm nắm lại được, hoặc là chị mình có hàng á em vẫn trong một cái tín hiệu gì mình sẽ kỳ vọng được, tại vì nó cũng đang điều chỉnh và nó cũng test về lại, thứ nhất test về lại điểm hỗ trợ nè, thứ hai test về lại vùng đáy trước, thứ ba test lại khối lượng khách, thì nó đủ cái sự kỳ vọng và cái lý do để cho chị nào có hàng ấy thì mình cầm nắm lại được đúng không. Trường hợp tuần sau ấy nó có khủng những điểm nền này bắt buộc phải hạ ra, hoặc là khủng đáy có lượng lớn cũng phải hạ ra anh chị, hãy lưu ý ha. Nhưng xu hướng của nó là gì, đi lên vẫn cho phép chị mình phải cầm nắm được đó. Cho nên chúng ta phải nhìn rất kỹ từng vận động cổ phiếu chị ha. BNG đúng không đấy, BNG mà cổ phiếu chung với dòng bán lẻ thì chị thấy nó rất mạnh trong điện từng rồi ha đó. Thì đây cũng là những điểm hỗ trợ cổ phiếu này. Những chị nào mình có hàng cổ phiếu như BNG á, mình phải đưa những mức chặn lãi, ví dụ trường hợp cổ phiếu này xấu mà nó có khủng đi vùng giá 104 á, thì chúng ta sẽ chặn lãi, tránh hạn chế là mất đi cái phần lãi đấy.
hoặc là MWG đúng không, nhưng cổ phiếu này bây giờ tăng ầm 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 như thế này rồi thì sẽ phù hợp với đó, chị chặn lại có mình chặn lại vùng giá bao nhiêu, vùng giá 170 hoặc là vùng giá 175 đấy, nó khủng hơn chị mình chốt ra. Còn điểm mua chắc chắn một điều là không có. Anh chị, anh chị thấy cái tín hiệu này giống với không, giống với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán ấy. Anh chị thấy dòng chứng khoán tăng ầm ầm này thì chị mình để lâu mua những điểm như thế này đi, trường hợp nó thị trường có tốt á, thì nó vẫn còn tăng nữa, trường hợp thị trường mà nó có tín hiệu trung đất điều chỉnh á, chị thấy nó chỉnh lại rất là mạnh đúng không đó. Nhìn tương tự HCM xem, khi mà đã chỉnh rồi anh chị mới biết nó xấu, còn khi mà anh chị mình chưa thấy nó chỉnh á, mình cứ nghĩ à cổ phiếu còn tốt quá. Khi mà nó xuất hiện những báo cáo lợi nhuận này, nào là áp dụng hệ thống mới này, nào là báo cáo lợi nhuận quý 2 này, nó đạt kỳ vọng và nó bứt phá so với cùng kỳ này, nhưng đọc những tin tức đó, khi mà những tin tức nó đến tay anh chị mình này, thì là những người mà biết cuối cùng này, thì liệu cái dư địa nó còn hay không. Anh chị lao vào mua này, những phiên tín hiệu bán rất rõ ràng nè, kéo lên bị bán ngược nè anh chị, đây những tín hiệu bán anh chị ha, lưu ý ha. Đó, hoặc là nhưng mà cổ phiếu như Masan đúng không, dòng bán lẻ thì ở trong VIP ấy, hoặc là những chị nào mình trên kênh cộng đồng của em ấy, là cổ phiếu như Masan là em hướng dẫn nhìn mua nè. Đó, mà chị thấy cơ hội gì mình đầu tư vẫn có đúng không đấy, thị trường trung chỉnh dòng bán lẻ nó vẫn neo được cái sức khỏe là tốt ha. Và tạm thời để anh chị nào mình đang còn những lượng hàng đối với Masan á, hiện cho là thì có thể chặn lại vùng giá 114 được nè chị, chưa mà nó quay mà nó xấu là khủng 114 á, thì nhìn chốt lại ra đấy, để một điểm rồi mua hiện tại chị đâu có lỗ đâu không, lưu ý ha. Cổ phiếu như FRT này thì nó vẫn nằm ở kênh dưới anh chị ha, lưu ý vẫn nằm kênh dưới này, cũng chưa có những tín hiệu gì mà rõ rõ ràng cả đấy, chúng ta phải chờ đợi, nếu như mà tích lìa được ấy, thì sẽ có cơ hội thì mình đánh sâu đấy, ở đâu có cơ hội ở đâu có chúng ta, còn ở đâu có rủi ro thì mình phải né ra đấy. FPT nè, chị thấy cổ phiếu khỏe anh chị, những cổ phiếu nè một nhịp mà nó tăng vượt đỉnh anh chị, và nó vẫn tích lũy được trên vùng đỉnh, một cái phiên mà nó vẫn giữ được một cái chen xu thế là những mà cổ phiếu cực kỳ khỏe, đó là cổ phiếu gì FPT hả, và mặt bằng chung là dòng bán lẻ. Thì cổ phiếu này hiện tại có điểm mua chắc chắn một điều là không có, nhưng anh chị có thể mình chặn lại vùng giá nhiêu, vùng giá 8788 mà nó quay về nó khủng 8788 ấy, thì chúng ta sẽ đưa những mức chúng ta chốt lại, còn ai mua đuổi đi thì thôi hẹn về thì anh chị cũng phải hạ ra một nửa chứ, cái đã khủng đi những điểm đỉnh trước ấy, thì bán hết ha, lưu ý đó. Còn BVH xem, như thấy chung là dòng bán lẻ thì nó cũng là dòng bán lẻ, cũng là bảo hiểm anh chị, nhưng mà anh chị thấy nè xu hướng là gì, xu hướng đi xuống nè, thì biết bao giờ nó mới tăng lên được chị ha. Đó, thậm chí nó có thể khủng những cái điểm hỗ trợ cuối cùng này qua những vùng bao nhiêu 50-52 là bình thường anh chị, vì xu hướng đã đi xuống rồi thì chúng ta sẽ chưa biết nó chỉnh về đâu, nó giảm về đâu cả đấy, cho nên khi nào mà cổ phiếu hướng lên á thì mình đánh, còn cổ phiếu cứ đi xuống mạnh như này là phải bỏ chị ha, lưu ý phải bỏ đó. Trong đó anh chị thấy không, tuy là dòng bảo hiểm BMI là Bảo Minh ấy, nó không phải là một cái doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu như là Bảo Việt ha đấy, như là Bảo Việt, nhưng mà chúng ta thấy một điều là xu hướng của Bảo Minh nó đang đi lên thì nó vẫn tăng ầm ầm. Nó sẽ có một thời điểm nhìn thấy con này cổ phiếu này nếu mà xu hướng nó tốt á, nó vượt luôn mức giá của bảo BVH là bình thường anh chị. Tại vì xu hướng của nó là quan trọng nhất đúng không? Đó, xu hướng là cực kỳ quan trọng ha. Đấy. Xu hướng vẫn đi lên thì trường trung chỉnh nè, nó vẫn tăng nè, thấy không? Rất rõ ràng nó với nhiều cổ phiếu cực kỳ khỏe ha. Đó là những gì mà em muốn trao đổi với chị mình trong một cái video ngày hôm nay ha. Đấy, những cổ phiếu chúng ta hãy lưu ý rất kỹ và anh chị hãy luôn luôn focus vào cái danh mục của mình. Quan trọng nhất vẫn là danh mục của chị mình. Đang trồng cây nào, đang nuôi con gì, trường hợp tuần sau mà nó có xấu thì dù nó có một tiếp tục mà cái biên nó mở biên nó giảm á, thì đến những một cổ phiếu kênh trên mà nó vi phạm điểm bán anh chị cũng phải hạ ra. Còn ở điểm hiện tại những gì cần cơ cấu thì cỏ trồng hoa như thế nào em đã hướng dẫn cho chị mình cực kỳ chuyên sâu và chi tiết đó. Đôi khi anh chị mình nghe mình biết mà mình không áp dụng theo á, hoặc là mình không hành động theo á, thì cái việc để mà quản mua lỗ nó rơi vào trường hợp mà quá bán đi thì rất khó để cho anh chị mình xử lý ha. Cho nên lưu ý, tiền mất tật mang là đến từ yếu tố mà anh chị mình sử dụng như thế nào cho nó phù hợp nhất, cũng như những cái quyết định của chúng ta cho nó thỏa đáng ha. Đó, thì hiện tại tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn á, thì cũng tương đối là khó khăn đúng không? Hôm nay cũng là một cái ngày thứ hai trong cái tình hình mà chị Hiền 16 đó cách ly toàn thành phố, cho nên những gì nào mình cũng hãy ở Sài Gòn mình cũng lưu ý mình giữ cái sức khỏe cho tốt nhất ha. Đó, thì xin hẹn gặp lại anh chị mình ở trong một cái video tuần sau ha. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình có những ngày cuối tuần vui vẻ.